Tiếng pháo đài mới rộn ràng.
Doanh nghiệp phát biểu và trao quà Tết cho học sinh. 8. Phát
phát biểu cảm ơn của lãnh đạo nhà trường và kết thúc buổi trải nghiệm. Mở đầu chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời cô Bùi Thị Duyên, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương đất nước của chúng ta trong những ngày rét mướt của mùa đông này. Thầy và trò trường tiểu học Ngọc Lương với khí thế nô nức thi đua lập thành tích, mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước. Được sự nhất trí của phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Thủy, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xã Ngọc Lương, ban chi ủy, chi bộ, nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Ngọc Lương. Hôm nay, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề Ngày Tết Quê Em. Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm giúp các em nâng cao hiểu biết về những giá trị của Tết cổ truyền, cũng như góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Đồng thời, tạo ra một sân chơi vui nhộn cho các em học sinh được giải trí sau một học kỳ căng thẳng. Đặc biệt, thông qua hoạt động này, các em có cơ hội thể hiện mình, được giao lưu học hỏi và được rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, giúp đỡ bạn nghèo ăn Tết. Mặt khác, thông qua hoạt động này, để giáo dục các em ý thức trách nhiệm, có những hành động thiết thực góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô và bạn bè. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua hoạt động này giúp các em hiểu được một phần nhỏ của truyền thống quê hương. Khi Tết đến xuân về, được tham gia vui chơi các trò chơi từ xa xưa vẫn lưu truyền lại tới ngày nay. Hiểu được sự tích bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả trưng bày trong ngày Tết trong mỗi gia đình. Cũng trong hôm nay, chúng ta sẽ được trao những món quà Tết cho các em học sinh nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để động viên tinh thần nhân dịp Tết Giáp Thìn. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban giám hiệu nhà trường, tôi xin tuyên bố khai mạc ngày hội Tết quê em bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn. Xuân đến với mọi nhà, chuyện của mình bỏ qua.
quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, sau một thời gian làm việc khẩn trương, ban tổ chức đã có kết quả phần thi trang trí mâm ngũ quả ngày Tết của các lớp. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời thầy giáo Đào Xuân Thắng, tổng phụ trách đội, trưởng ban giám khảo lên công bố kết quả và trao giải thưởng cho các lớp. Xin trân trọng kính mời thầy. Các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em, thưa toàn thể các bậc phụ huynh, sau một thời gian làm việc khẩn trương thì hiện nay ban giám khảo đã có cái kết quả trong hội thi chấm trang trí bày mâm ngũ quả của tất cả các lớp. Thì sau đây xin mời đại diện của 20 lớp mời các em lên sân khấu. Chúng ta xếp thành một hai hàng như thầy giáo. Nào tất cả 20 lớp, mời tất cả 20 lớp trưởng lên nào. Đầu tiên xin mời lớp 1C phải khuyến khích trong cái hội thi vừa rồi. Đề nghị tất cả thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em cho một tràng pháo tay. Và sau đây xin trân trọng kính mời cô Bùi Thị Trúc đại diện cho cha mẹ học sinh lên trao các phần thưởng cho các cháu. Xin chúc mừng lớp 1B. Xin chúc mừng lớp 3B. Và một giải ba nữa, giải nhì nữa thuộc về lớp 4D. Và sau đây là ba lớp đạt giải cao nhất. Xin chúc mừng lớp 2A. Xin chúc mừng lớp 4B. Xin chúc mừng lớp 5C. Sau đây xin trân trọng kính mời thầy giáo Đinh Trọng Kỳ, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường lên trao phần thưởng cho các em. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh, các em học sinh thân mến, trong không khí tưng bừng nhộn nhịp của những ngày cuối năm, với truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ và sẻ chia, mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Kato Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội cũng đã dành tặng 100 suất quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vươn lên trong học tập, động viên và mong muốn các em có một cái Tết ấm no hạnh phúc. Và hơn hết, thông qua việc làm cao đẹp này, giáo dục các em tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam chúng ta. Từ đó, các em biết xác định nhiệm vụ học tập và thực hiện được những việc làm tốt với bạn bè, người thân và cộng đồng. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời cô Bùi Hương Diệu, người được công ty trách nhiệm hữu hạn Kato Việt Nam ủy quyền lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hôm nay trong không khí vui tươi đầm ấm của những ngày giáp Tết Nguyên Đán, chúng tôi đại diện cho nhóm thiện nguyện của công ty Kato vô cùng vinh dự được có mặt tại đây, tại trường tiểu học Ngọc Lương để tổ chức chương trình trao quà Tết từ thiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho đội thiện nguyện Kato đoàn kết xin gửi đến các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng và một năm mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn trưởng nhóm từ thiện Nguyễn Thành Trung đã đứng lên tổ chức chương trình trao quà Tết vô cùng ý nghĩa này. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Kato được thành lập năm 1935 tại Nhật Bản. Công việc kinh doanh của công ty sản xuất kinh doanh cần cẩu di động, cho thuê thiết bị máy công trình, máy công nghiệp và hiện nay đang phát triển thêm lĩnh vực cho thuê máy móc thiết bị trực tuyến. Ở Việt Nam có trụ sở văn phòng đại diện của công ty tại Hà Nội. Với sự phát triển lớn mạnh của công ty, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho các chương trình từ thiện, giúp các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên
chấp cánh ước mơ cho các em được bay cao, bay xa. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, Tết Nguyên đán là một trong những truyền thống văn hóa quan trọng nhất của dân tộc ta. Đây là dịp để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, sum vầy đầm ấm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cái Tết sung túc đầy đủ, vẫn còn rất là nhiều các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, không có một cái Tết trọn vẹn. Hiểu được điều đó, nhóm thiện nguyện Cato chúng tôi đã tổ chức chương trình Tết yêu thương, chắp cánh ước mơ, với mong muốn mang đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết ấm áp đầy đủ hơn. Món quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện tấm lòng yêu thương, sự quan tâm của chúng tôi đối với các em học sinh. Tại đây, chúng tôi xin trao tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng, bao gồm bánh kẹo, sữa tươi để làm quà tặng cho các em nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, chúng tôi tin rằng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhà trường cùng với sự chung tay góp sức của cộng đồng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ có một cái Tết ấm áp, đầy đủ và hạnh phúc. Cuối cùng xin kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp chồng người. Chúc các em học sinh học tập tốt, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Chúc cho chương trình trao quà Tết yêu thương thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các em có tên sau chúng ta lên sân khấu để chúng ta nhận quà tặng của công ty. Một, em Bùi Ngọc Anh, lớp 1A. Đến em nào, các đồng chí giáo viên khẩn trương cho các em lên khán đài nhé. 2, em Trịnh Bảo Ngọc, lớp 1A. 3, em Nguyễn Bảo Ngân, lớp 1A. 4, em Nguyễn Thái Sang, lớp 1A. 5, em Lê Thị Hòa, lớp 1B. 6, em Bùi Việt Hùng, lớp 1B. 7, em Quách Ngọc Tiến, lớp 1B. 8, em Đào Tuấn Anh, lớp 1B. 9, em Đinh Bảo Hân, lớp 1B. 10, em Lê Minh Trường, lớp 1C. 11, em Đinh Thảo Nhi, lớp 1C. 12, em Nguyễn Minh Châu, lớp 1C. 13, em Trịnh Hoàng Bảo Khánh, lớp 1C. 14, em Trịnh Công Nam, lớp 1D. 15, em Nguyễn Hoàng Linh, lớp 1D. 16, em Bùi Gia Hân, lớp 1D. 17, em Nguyễn Bảo Long, lớp 1D. 18, em Ngô Thị Bảo Trâm, lớp 1D. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí được ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Cato lên trao quà tặng cho các em. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Ban tổ chức xin mời các em có tên sau chúng ta lên sân khấu. Em Nguyễn Hồng Dương, lớp 2A. Em Bùi Thành Huy, lớp 2A. Em Đinh Minh Nhật, lớp 2A. Em Mai Phương Thảo, lớp 2A. Em Đinh Mạnh Cường, lớp 2B. Em Vũ Gia Linh, lớp 2B. Em Bùi Phương Chi, lớp 2B. Em Hoàng Bảo Khánh, lớp 2B. Em Trần Thị Kim Ngân, lớp 2C. Em Phạm Như Ngọc, lớp 2C. Em Quách Trung Kiên, lớp 2C. Em Trịnh Hồng Ân, lớp 2C. Em Quách Hồng Hoàng Ngân, lớp 2C. Em Bùi Đức Hiếu, lớp 2D. Em Lò Nguyễn Phương Vi, lớp 2D. Em Nguyễn Quỳnh Anh, lớp 2D. Em Phạm Anh Thảo, lớp 2D. Em Dương Linh Đan, lớp 2D. Em Nguyễn Đăng Khoa, lớp 2D. Em Quách Phương Vân, lớp 2D. Xin mời các em khẩn trương lên sân khấu. Nào, chuẩn bị nhá. Nhìn đây nha, tất cả nhìn đây. Hai, ba. Em Bùi Trần Hương Giang, lớp 3A. Em Bùi Phương Chi, lớp 3A. Em Nguyễn Thái Sơn, lớp 3A. Em Nguyễn Bảo Ngọc, lớp 3A. Em Đinh Thị Thanh Nhàn, lớp 3B. Em Nguyễn
Nguyễn Xuân Hòa, lớp 3B, em Đỗ Khải Linh, lớp 3B, em Nguyễn Hương Trà, lớp 3B, em Mồng Thị Kim Chi, lớp 3B, em Đinh Tấn Tài Lớn, lớp 3B, em Ngô Thị Hải Yến, lớp 3C, em Vũ Minh Hiếu, lớp 3C, em Bùi Liên Hoa, lớp 3C, em Bùi Thị Thảo Nguyên, lớp 3C, em Nguyễn Minh Trang, lớp 3C, em Bùi Quang Vinh, lớp 3C, em Trần Tùng Dương, lớp 3D, em Đào Thị Uyển Nhi, lớp 3D, em Đỗ Minh Tân, lớp 3D, em Quách Khánh Huyền, lớp 3D, em Bùi Khánh Linh, lớp 3D, em Trần Anh Kiệt, lớp 3D, em Bùi Ngọc Bảo Trâm, lớp 3D. Xin mời các em khẩn trương lên sân khấu. Ban tổ chức là trân trọng kính mời các đồng chí thời quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Kato tiếp tục trao quà cho các em. Xin trân trọng kính mời. Sau đây ban tổ chức xin gọi các em có tên sau chúng ta lên sân khấu. Em Phan Mỹ Chi, lớp 4A. Em Bùi Gia Bảo, lớp 4A. Em Dương Nhật Anh, lớp 4A. Em Dương Đức Tài, lớp 4A. Em Nghiêm Đăng Khoa, lớp 4A. Em Hoàng Ngọc Diệp, lớp 4B. Em Vũ Ngọc Trinh, lớp 4B. Em Đỗ Thị Lan Chi, lớp 4B. Em Phạm Thanh Thảo, lớp 4B. Em Nguyễn Bảo Châu, lớp 4B. Em Quách Bảo Yến, lớp 4C. Em Kiều Thị Hồng Nga, lớp 4C. Em Nguyễn Hà Vi, lớp 4C. Em Bùi Nhật Anh, lớp 4C. Em Trần Nhật Vi, lớp 4D. Em Bùi Tuấn Bảo, lớp 4D. Em Nguyễn Hoàng Dương, lớp 4D. Em Bùi Hoàng Hải, lớp 4D. Em Nguyễn Xuân Thành, lớp 4D. Em Nguyễn Ánh Ngọc, lớp 4D. Ban tổ chức tiếp tục kính mời các đồng chí được thừa ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Kato tiếp tục trao quà tặng cho các em. Tổ chức xin mời các em có tên sau chúng ta lên sân khấu để nhận quà. Em Bùi Anh Tuấn, lớp 5A. Em Bùi Bảo An, lớp 5A. Em Cấn An Duy, lớp 5A. Em Kiều Minh Hiếu, lớp 5A. Em Vũ Thị Trà My, lớp 5A. Em Lê Xuân Chiến, lớp 5B. Em Đinh Trường Hào, lớp 5B. Em Trần Nguyễn Minh Anh, lớp 5B. Em Nguyễn Thu Trang, lớp 5B. Em Nguyễn Phương Anh, lớp 5B. Em Bùi Trung Hoàn, lớp 5C. Em Nguyễn Thu Vương, lớp 5C. Em Đinh Thị Linh Nhi, lớp 5C. Em Nguyễn Tâm Như, lớp 5C. Em Nguyễn Châu Anh, lớp 5C. Em Bùi Tuấn Kiệt, lớp 5D. Em Nguyễn Thị Hồng Linh, lớp 5D. Em Đinh Thị Linh Chi, lớp 5D. Em Bùi Linh San, lớp 5D. Em Bùi Linh Nhi, lớp 5D. Xin mời các em khẩn trương lên sân khấu chúng ta nhận quà tặng.